cảm ơn toàn thể tất cả quý vị đã có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Một con số thống kê cho thấy là 83% sinh viên tốt nghiệp ra đường đều thiếu kỹ năng. Có nhiều lúc là các bạn sinh viên tốt nghiệp ra đường đôi khi là không biết viết cái đơn xin việc là một. Thứ hai là không biết trang điểm, không biết làm đẹp để đi ứng tuyển. Mình nói là mình không được đẹp là mình chưa tự tin vào mình rồi. Làm sao mà mình có thể tự tin để giải quyết những công việc khác được? Chúng ta chưa được tự tin về ngoại hình của chúng ta. Chúng ta có thể đến với Viện Thẩm mỹ Diva để các bạn chuyên viên tư vấn về làm đẹp có thể tư vấn cho các em cách để các em khai thác cái vẻ đẹp mà Thượng Đế tạo cho các em. Chỉ còn trong vòng 1-3 tháng thôi, các em đã nắm vững tay nghề và hầu như mức thu nhập của các em sẽ gấp 2-3 lần so với cái mức học phí mà các em đóng vào. Ở Diva các bạn vừa được thu nhập, các bạn vừa được trải nghiệm, được trau dồi kỹ năng mềm nữa.